Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 5. Ở tiết học online này, thầy sẽ hướng dẫn cho các em học phân môn chính tả. Ở tiết học trước, các em đã được học bài Cao Bằng, Núi Non Hùng Vĩ. Bài viết của các em thế nào? Hãy cùng chia sẻ với giáo viên chủ nhiệm của mình nhé. Trong tiết học này, thầy sẽ hướng dẫn cho các em nghe viết bài Ai là thủy tổ loài người ở tuần 25 và bài Lịch sử ngày quốc tế lao động ở tuần 26. Chính tả nghe viết Ai là thủy tổ loài người. Theo một truyền thuyết, Chúa Trời đã dành ra 7 ngày để sáng tạo muôn loài. Trong đó có thủy tổ loài người là ông Adam và bà Eva. Ở Trung Quốc cũng có chuyện thần nữ oa dùng đất khó nặng thành người. Còn đối với người Ấn Độ, vị thần tạo ra con người là thần Brahma. Đến giữa thế kỷ 19, nhờ công trình nghiên cứu của nhà bác học thiên tài Charles Darwin, người ta mới biết rằng loài người được hình thành dần qua hàng triệu năm từ một loài vượn cổ theo những mẫu chuyện lịch sử thế giới. Các em bấm dừng màn hình, sau đó đọc lại nhiều lần đoạn văn này nhé. Trong đoạn văn, các em chú ý một số tên riêng: Adam, Eva, Trung Quốc, Nữ Oa, Ấn Độ, Brahma, Charles Darwin. Ngoài ra, còn một số từ nào các em cho rằng dễ viết sai, các em hãy liệt kê ra nhé. Bây giờ các em luyện viết từ khó. Các từ Chúa Trời, Trung Quốc, Nữ Oa, Ấn Độ, các em viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng, giống như viết hoa tên riêng Việt Nam. Các từ Eva, Adam, Brahma, Charles Darwin, các em viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận. Giữa các tiếng của mỗi bộ phận có dấu gạch nối. Nội dung đoạn văn muốn nói lên điều gì? Đoạn văn nói về truyền thuyết của một số dân tộc trên thế giới về thủy tổ loài người và cách giải thích khoa học về vấn đề này. Các em hãy nhờ phụ huynh đọc cho các em viết vào vở tiếng Việt bài chính tả. Các em nhớ viết bài cẩn thận, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả nhé. Bài chính tả thứ hai, lịch sử ngày quốc tế lao động. Ngày 1 tháng 5 năm 1886, công nhân thành phố Chicago, nước Mỹ xuống đường biểu tình đòi làm việc theo chế độ 8 giờ một ngày. Từ Chicago, làn sóng bãi công lan nhanh ra các thành phố New York, Baltimore, Pittsburgh. Các cuộc biểu tình bị đàn áp nặng nề, đặc biệt ở Chicago, cảnh sát đã xả súng vào đoàn người tay không, làm hàng trăm người chết và bị thương. Nhưng cuối cùng, giới chủ phải chấp nhận yêu sách của công nhân. Để ghi nhớ sự kiện này, ngày 1 tháng 5 hàng năm đã được chọn làm ngày biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân toàn thế giới. Theo những mẫu chuyện lịch sử thế giới, các em bấm dừng màn hình, đọc lại nhiều lần đoạn văn này nhé. Các em đang xem một số hình ảnh của cuộc biểu tình. Và đây là một số hình ảnh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Các em hãy chỉ ra một số từ các em dễ viết sai, ví dụ như các tên riêng Chicago, Mỹ, New York, Baltimore, Pittsburgh, hay các từ về ngày tháng 5, xả súng, và còn nhiều từ nữa, các em hãy tự liệt kê ra nhé. Các em hãy luyện viết từ khó ra nháp để khi viết vào vở chúng ta không viết sai. Từ xả súng, các em chú ý âm sờ ở mỗi tiếng. Chicago, New York, Baltimore, Pittsburgh. Các em viết theo quy tắc tên riêng nước ngoài. Ngày quốc tế lao động gồm có 3 bộ phận: ngày, quốc tế và lao động. Các em viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận. Ngày tháng 5 thì viết có dấu gạch nối. 8 giờ thì các em viết số 8. Các em hãy nhờ phụ huynh đọc cho các em viết vào vở tiếng Việt. Các em lưu ý hãy viết bài cẩn thận, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả nhé. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em làm bài tập. Bài tập trang 70 sách giáo khoa. Đề bài: tìm các tên riêng trong mẫu chuyện vui dưới đây và cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào. Dân chơi đồ cổ. Xưa có một anh học trò rất mê đồ cổ. Một hôm, có người đưa đến văn chiếu rách bảo là chiếu Khổng Tử đã ngồi dạy học. Anh chàng hết sức mừng rỡ, đem hết ruộng nương ra đổi. Chẳng bao lâu, lại có kẻ đem một cây gậy cũ kỹ đến bảo:
Đây là gậy cụ tổ Chu Văn Vương dùng lúc chạy loạn, còn xưa hơn manh chiếu của Khổng Tử mấy trăm năm. Quá đỗi ngưỡng mộ, anh ta bèn bán hết đồ vật trong nhà để mua gậy. Sau đó lại có kẻ mang đến một chiếc bát gỗ, nói: "Bát này được làm từ thời Ngũ Đế, so với nó, chiếc gậy đời nhà Chu ăn thua gì?" Chẳng thèm suy tính, anh học trò bán cả nhà đi để mua cái bát nọ. Thế là trắng tay phải đi ăn mày. Nhưng anh ta không bao giờ xin cơm, xin gạo mà chỉ gào lên: "Ới các ông các bà, ai có tiền cũ phủ của Khương Thái Công cho tôi xin một đồng." Các em bấm dừng màn hình, đọc lại nhiều lần đoạn văn này nhé. Các em dò lại phần chú giải, giải nghĩa một số từ trong đoạn văn. Các em bấm dừng màn hình, xác định các tên riêng trong bài, sau đó quay trở lại để xem kết quả. Các tên riêng trong bài bao gồm Khổng Tử, Chu Văn Vương, Khổng Tử, Ngũ Đế, Chu, Cửu Phủ, Khương Thái Công. Các tên riêng trong bài là tên riêng nước ngoài, nhưng được phiên âm tiếng Việt cho nên chúng ta viết hoa chép cái đầu của mỗi tiếng, giống như tên riêng Việt Nam. Bài tập trang 81 sách giáo khoa. Đề bài: tìm các tên riêng trong câu chuyện sau và cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào. Tác giả bài quốc tế ca: Eugène Bouthier sinh trưởng trong một gia đình công nhân nghèo ở Paris, thủ đô nước Pháp. Thuở nhỏ, ông không có điều kiện đi học. Năm 15 tuổi, ông theo cha làm thợ đóng gói, rồi chạy việc cho một hiệu bán giày. Mãi về sau, ông mới học đọc, học viết và làm thợ in hoa trên vải. Tháng 3 năm 1871, Bouthier tham gia công xã Paris. Công xã thất bại, ông bị truy nã gắt gao, phải trốn trong nhà một người bạn. Chính trong giờ phút khó khăn này, nhớ lại những ngày chiến đấu hào hùng, ông đã sáng tác bài thơ quốc tế ca. Bài thơ được nhạc sĩ Pierre Delité phổ nhạc năm 1888, nhanh chóng truyền đi khắp nơi và trở thành bài ca của giai cấp công nhân thế giới. Vùng lên hỡi các nô lệ thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn. Lời ca hùng tráng vang lên trong các cuộc đấu tranh sục sôi của người lao động, có sức mạnh kỳ lạ, lay động hàng triệu con tim, thôi thúc những người bị áp bức, bóc lột, siết chặt hàng ngũ phấn đấu cho một ngày mai tươi sáng, một thế giới công bằng. Các em bấm dừng màn hình, đọc lại nhiều lần đoạn văn và xác định các tên riêng trong bài. Các tên riêng trong bài bao gồm Eugène Bouthier, Paris, Pháp, Công xã Paris, Quốc tế ca, BGT. Về cách viết hoa các tên riêng trong bài: tên riêng Eugène Bouthier, Pierre Delité, Paris. Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận, giữa các tiếng trong bộ phận được ngăn cách bằng dấu gạch nối. Tên riêng Pháp, viết hoa chữ cái đầu vì đây là tên riêng nước ngoài nhưng đọc theo âm Hán Việt. Tên riêng Công xã Paris, đây là tên một cuộc cách mạng, viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo nên tên riêng đó. Tên riêng quốc tế ca, đây là một tác phẩm, viết hoa chữ cái đầu tạo thành tên riêng đó. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi đó các em. Các em hãy viết hai bài chính tả vào vở tiếng Việt, trình bày sạch đẹp, chữ viết rõ ràng, làm bài tập trong vở bài tập tiếng Việt và chuẩn bị bài tiếp theo, rửa xong nhớ viết